Xin chào, hôm nay là một video theo yêu cầu của bạn Ninh Đào Quang về diện tích biển của các nước trên thế giới. Chúng ta đều biết, đại dương bao phủ khoảng 71% bề mặt trái đất, diện tích của đại dương thế giới là khoảng 361 triệu km vuông, dung tích của nó khoảng 1,3 tỷ km khối và độ sâu trung bình khoảng 3790 m. Đại dương mênh mông bao la như thế, làm thế nào để chúng ta xác định diện tích vùng biển nào thuộc về một quốc gia nào? Mời bạn xem video để tìm hiểu những thông tin hữu ích này nhé. Trước khi trả lời câu hỏi, thì mình muốn bật mí cho các bạn một thông tin thú vị. Hiện nay trên thế giới có 45 quốc gia không có đường bờ biển. Cụ thể có 16 quốc gia châu Phi không có biển, 12 quốc gia châu Á không có biển, 15 quốc gia châu Âu không có biển và hai quốc gia nằm trong khu vực châu Mỹ không có đường bờ biển, và Lào là quốc gia duy nhất ở khu vực Đông Nam Á không có biển. Theo pháp luật quốc tế hiện đại, cụ thể là công ước luật biển năm 1982 của Liên hợp quốc, toàn bộ đại dương trên thế giới được chia thành hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là vùng biển thuộc quyền tài phán quốc gia, bộ phận thứ hai là các vùng biển quốc tế và đáy biển quốc tế. Vậy, vùng biển thuộc quyền tài phán quốc gia là gì? Là toàn bộ các vùng biển thuộc chủ quyền và quyền chủ quyền của quốc gia ven bờ. Theo quy định của công ước luật biển năm 1982, các vùng này bao gồm nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa. Vùng nội thủy của một quốc gia có chủ quyền là toàn bộ vùng nước và đường thủy trong phần đất liền và được tính từ đường cơ sở mà quốc gia đó xác định vùng lãnh hải của mình trở vào. Trong vùng nội thủy, quốc gia ven biển đương nhiên là có chủ quyền hoàn toàn và tuyệt đối tương tự như đối với đất liền. Còn đối với tàu thuyền nước ngoài, kể cả qua lại không gây hại, muốn vào vùng nội thủy, phải được một đỏ của cơ quan chức năng có thẩm quyền và chỉ được đi lại theo đúng hành trình đã được cấp phép mà thôi. Vùng lãnh hải hay hải phận là vùng biển nằm tiếp liền với vùng nội thủy có chiều rộng do quốc gia ven biển tự quy định, nhưng tối đa không quá 12 hải lý, kể từ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng của lãnh hải. Vùng tiếp giáp lãnh hải là vùng biển nằm liền kề vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải không được mở rộng quá 24 hải lý tính từ đường cơ sở. Vùng đặc quyền kinh tế là vùng biển mở rộng từ các quốc gia ven biển hay quốc gia quần đảo. Nằm bên ngoài và tiếp giáp với lãnh hải, vùng biển này có chiều rộng 200 hải lý tính từ đường cơ sở. Trong khu vực đặc quyền kinh tế, quốc gia có đặc quyền khai thác và sử dụng các tài nguyên biển. Nó là một trong các vùng mà quốc gia có quyền chủ quyền. Thềm lục địa của quốc gia ven biển bao gồm vùng đáy biển và lòng đất dưới đáy biển mở rộng bên ngoài lãnh hải theo sự kéo dài tự nhiên của lãnh thổ đất liền đến mép ngoài của rìa lục địa. Hoặc đến khoảng cách 200 hải lý tính từ đường cơ sở dùng để tính lãnh hải nếu rìa lục địa không mở rộng đến khoảng cách đó. Theo công ước Luật Biển năm 1982, vùng biển quốc tế là vùng biển nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của các nước ven biển. Ở vùng biển quốc tế, tất cả các nước đều có quyền tự do hàng hải, tự do hàng không, tự do đặt dây cáp và ống dẫn, tự do đánh bắt cá và tự do nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, khi thực hiện các quyền tự do này, các nước phải tôn trọng lợi ích của các nước khác cũng như phải tuân thủ các quy định liên quan của Công ước Luật Biển năm 1982 như bảo vệ môi trường biển, bảo tồn tài nguyên sinh vật biển, an toàn hàng hải, hợp tác chống áp cướp biển. Công ước quy định vùng biển quốc tế được sử dụng vì mục đích hòa bình và không nước nào được phép đòi một khu vực nào đó của vùng biển quốc tế thuộc chủ quyền của mình. Sau đây là 10 quốc gia có diện tích biển lớn nhất thế giới. Diện tích này được tính theo diện tích vùng đặc quyền kinh tế cho các quốc gia ven biển hay các quốc gia quần đảo theo công ước liên hiệp quốc về luật biển. 1. Pháp với diện tích biển 11.691.000 km2, Pháp có nhiều vùng và lãnh thổ hải ngoại nằm rải rác trên tất cả các đại dương của hành tinh, nên Pháp có vùng biển đặc quyền kinh tế lớn nhất trên thế giới. 2. Là Mỹ với diện tích biển 11 triệu 351.000 km vuông. 3. Là Úc với diện tích biển 8 triệu 505.348 km vuông. 4. Là Nga với diện tích biển 7 triệu 566.673 km vuông và Nga cũng là nước có bờ biển liên tục dài nhất thế giới. 5. Là Anh với diện tích biển 6 triệu 805.586 km vuông. 6. Là Indonesia đất nước vạn đảo với 6 triệu 159.032 km vuông. 7. Là Canada là một quốc gia Bắc Mỹ, với diện tích biển là 5.599.077 km2. 8. Là Nhật, xung quanh nước Nhật được đại dương bao bọc với diện tích vùng biển lên đến 4.479.388 km2. 9. Vùng biển New Zealand chiếm diện tích 4.083.744 km2, nhiều gấp 15 lần diện tích đất liền của quốc gia này. 10. Là Chile với diện tích biển 3.681.989 km2. Việt Nam của chúng ta đứng thứ 57 trên thế giới về diện tích biển với 417.663 km2 video đến đây là hết rồi hy vọng giúp cho các bạn biết thêm một chút kiến thức hữu ích